Chú là chú là Dương Hùng Mạnh, năm nay là chú là 65 tuổi. Chú là đang ở Yên Bái. Hiện nay giờ là chú là nên là từ năm ngoái nên là chú chuyên môn là làm răng ở đây, nên là làm răng Implant. Thì coi là như là thứ nhất là như là cái giá cả nó hợp lý và hai cái chất lượng nó đảm bảo. Thì cái thứ nhất là như là và đội ngũ bác sĩ với nhân viên coi là rất là nhiệt tình, coi là như là đều theo dõi và có về đến trên đường đi về nhà đến nào đều có như là no cả thuốc thang tất cả các thứ để đi về đến tới nhà, vì cái điều kiện là rất là xa. Đấy, cho nên là như là nay là chú lại xuống để tiếp tục lại cấy tiếp ở bên phải nữa. Đấy, với cái chất lượng thì coi là từ năm ngoái năm nay thì coi là hiện nay là cái hai cái răng của năm ngoái năm nay là làm rất là đảm bảo. Thế năm nay thì coi là chú lại xuống đợt này coi là làm tiếp như là hai cái ở bên trái nữa. Thì tất cả như các đến các cháu ở dưới trên Yên Bái nó cũng đều về đây và làm, vì cái đội ngũ rất là nhiệt tình. Đấy, từ trước bây giờ coi là như là liên tịch làm ở đây mà. Thế cho nên là chú đã chọn rất là nhiều nơi nhưng mà đây là đảm bảo nhất. Theo như là cái suy nghĩ của chú là như thế. Thì chú tất cả tổng số là 4 cái. Hiện nay là chú là 4 cái, thì là chú đã làm trước năm ngoái là làm 2 cái rồi. Thì về là nhai nhiễm là thảm thoải mái, nhai được luôn cả như là cổ cánh gà này chưa được hết rồi. Thế sang năm nay thì con này chú lại làm tiếp 2 cái nữa. Đấy, con là như là đến hôm nay là đã hoàn chỉnh được 2 cái. Tiếp cả 2 cái nữa là thành 4 cái. Coi là như là với cái giá cả là rất hợp lý để mình chọn. Mà hai nên là cái chủng loại răng thì là rất là nhiều, cái loại chân Vietnam này coi là rất là nhiều chủng loại. Đấy, con để nó hợp với cái túi tiền của khách hàng, với hai nữa là như là để cho nó đảm bảo thì coi là như là chú đã chọn được cái mẫu ở đây. Thì không như ở trên các cái nơi khác thì con cái mẫu nó rất là ít, nó không được nhiều. Nhưng ở đây thì mình rất là nhiều chủng loại để mình chọn theo cái tùy theo cái túi tiền của từng cái khách hàng một. Đấy, cho nên là tôi thứ nhất là chú rất là cảm ơn cái đội bác sĩ và nhân viên ở tại cái khoa răng hàm mặt Lạc Việt này.